và hu nay yo đăng khi nay yo anh cha li ca ra nay yo anu ta rang vui nhà khe tăng lô ca sa ti. Karani yamata kusale nayan tang san tang badang apisame chasako uchu chasu uchu chasu wajo chasamudu anatima nisanto sako chasu faro chasapakicho chasalahu kaputi santintiyo Janipako cha apagapo kule su ananugito na chakotang samachare kinchiye na winyo pare upawadayung. Sukhino wa ke mino hontu sape sata pawantu sukhitata. Ye ke chi pa na phu ta ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anakatu la di ta wa ye cha di ta ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pa we si wa sa pe sa ta pa wan tu su ki ta ta Na paro parang di kapi thana ti manye thakata chinang kinchip ya ro sanna patika sanya nanya manya sadukhami chaya mata yathani yang. Puttang ayusa eka putta manurake ewang bisappa pute sumana sangpa waye aparimanang. Mettaṃ ca sappalokasmin manasaṃ pāvaye aparimānaṃ uttaṃ ato ca tiriyaṃ ca asambhataṃ avēraṃ asappataṃ tittaṃ caraṃ nisinno vāsayāno vāyā vatassa vigata mittho etaṃ satinna dittaiya brahma metaṃ viharaṃ itamāhu dittaṃ ca anupagamma sīlavā dāsanena sambanno kāmesu vinayya gethaṃ nahi chātu gappasayyaṃ punare titi. Chattaro satipatthana kayanupasana satipatthana vedananupasana satipatthana cittanupasana satipatthana dhammanupasana satipatthana munina sammadakkhata pavita bahulikata Samvattanti apinyaya nippanaya chapotiya ite na saicca vajje na sotite hotu sappada chattaro sammapathana uppannanang papakanang dhammanang bahanaya vayamo anuppannanang papakanang dhammanang anuppadaya vayamo anuppannanang Pannanang kusalanang thammanang appadaya vayamo appannanang kusalanang thammanang fikyo favaya vayamo munina sammadakkhata favita bahulikata samvattanti apinyaya nippanaya ca bodhiya Ete na saicca vajje na sotthite hotu sappada chattaro ittipada chandittipado jittittipado viriyittipado vimansittipado munina sammadakkhata favita bahulikata Samvattanti apinyaya nippanaya ca bodhiya ete na saicca vajje na sotthite hotu sappada pañcintiya nisatthintiyaṃ viriyintiyaṃ satintiyaṃ samatintiyaṃ vaññintiyaṃ munina sammadakkhata pavita bahulikata
Samvatanti apinya yanipana yacaboti ya ete nasai cawaiche nasotite hotu sapada bainca palani satta palang wiriya palang sati palang samati palang banya palang munina sammadakkhata Favita pahuli kata samvatanti apinya yanipana yacabotiya ete nasai cawaje nasotite hotu sapada satta boicangga sati samboicanggo tamma wicaya samboicanggo wiriya samboicanggo Biti samboi chango, samati samboi chango, upekha samboi chango, munina sammadakkhata. Favita pahulikata samvatanti apinya yanipana yacabhutiya. Ete nasaicca vaicche nasottite hotu sappada attamakkhangani samma ditti samma sankappo. Samma vaca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samati munina samma dakkhata favita bahulikata samvatanti apinya yanipana yacabhutiya ete nasaicca vaicche nasottite hontu sappada Hetu paicayo aramana paicayo atipati paicayo anantara paicayo samanantara paicayo sahajata paicayo anyamanya paicayo nissaya paicayo upanissaya paicayo purecata paicayo paicacata paicayo asevana paicayo Kamma paicayo, vipaka paicayo, ahara paicayo, indriya paicayo, chana paicayo, magga paicayo, sambayutta paicayo, vipayutta paicayo, ati paicayo, nati paicayo, vigata paicayo, avigata paicayo, ti. Chara tammam hi charang anatito maranatam yati tammam hi pyatin anatito maranatammam hi maranang anatito sabbe hi me piye hi manabe hi na na pavo vi na pavo Kammasakam hi kammadayado kammayo ni kammapantu kammapati sarano Yang kamang karisa mikalaya nang wapa pakang wata sadaya do pawisa mi. Yang dunimitang selanjutnya. Sapasi visajati nang dipamanta gatang viyayanna seti visankhorang se sancha viparisayang anakhetam hi sappata sappada sappapani nang sappasopiniwa reti paritantang fanamahi virupakkehi me metang metang erap Pate hi me chapya putte hi me metang metang kanha gotamake hi chapadake hi me metang metang dibadake hi me metang chatapade hi me metang metang pahapade hi me metang apadako hinsi mamang hinsi dipadako mamang chatapade Pado hinsi mamang hinsi dipadako
Sabbe satta, sabbe pana, sabbe futa, chakke wala, sabbe fata, nipasantuma, kinchipa, bamagama, appamano, putto, appamano, tammo, appamano, sanko, mamana wanta, nisiri, sapahi, quichika, satapadi, unana, fisarapu, musika, katame. Rakha katang ve paritang parit kamantu phuta nisohang namo phakavato namo sattanang samma sambuddha nanti. Abhetayang chakkuma ekaraja harisavanno patavipafaso tang tang namasami harisavannang patavipafasang tayajagutta vihare mudivasang ye brahmana vedagusappathamme te me namo te chamang palayantu namattu buddhanang Namattu Bodhiya Namo Vimutta Nang Namo Vimuttiya Imang So Paritang Kato Moro Vasanakap Bayiti. Ahang Avero Homi Abhya Pacho Homi Ani. Kho ho mi sukhi atta nang parihara mi mamma mata pitu acariya janati metta cha ramma sapramma carino cha avera hontu apya paicca hontu anika hontu sukhi atta nang pariharantu imasmin Arambe sabbe yogino avera hoti apya paicca hontu anika hontu sukhi attanang pariharantu imasmin arambe sabbe bhikkhu sammanera cha upasaka upasika yo cha avera hontu apya paicca hontu anika hontu sukhi attanang pariharantu amhakang chatupaccaya dayaka avera hontu cha paicca hontu anika hontu sukhi attanang pariharantu amhakang arak Kawe devata imasmin vihare imasmin avase imasmin arame arakka devata avera hontu apya paicca hontu anika hontu sukhit attanang pariharantu sabbe satta sabbe pana sabbe phuta sabbe buggala sabbe Attafa wapi pariya panna sappa ittiyo sappe purisa sappe ariya sappe anariya sappe dewa sappe manusa sappe winipatika Ewa avera hontu apya paicca hontu anika hontu sukhi attanang pariharantu dukkha muccanti yatha latta sampattito mavigacchantu kammasaka purattimaya disaya paccimaya disaya uttaraya disaya dakkhinaya disa ya purati ma ya disa ya paicima ya anudisa ya uttara ya anudisa ya daktina ya anudisa ya hetima ya disa ya uparima ya disa ya sabbe satta sabbe pana sabbe puta sabbe pupgala sabbe attava papira Pariya panna sappa ittino sappa purisa sappe ariya sappe anariya sappe dewa sappe manusa sappe winipatika
Avera hon tu pya bai cha hon tu anika hon tu sukhi atanang pariharan tu dukkha muchan tu yatha latta sambattito mavi gacchan tu kam kamasaka uttaya vavaka favaka cha atho ya wa ajivi avichito samanta chakkavalesu ye sat ta patta vi chara pya pai cha ni ve ra cha nik dukkha cha nappadava uttang ya va pha vagga cha ato ya va vi chito samanta chakkavalesu ye satta udake chara pya pai cha ni ve ra cha nik dukkha cha nappadava uttang ya va pha pha vắc ga cha ato ya wa vi chi to samanta chak ka wa le su ye sat ta ak akar se sa cha cha ra ya pa cha ni ve ra cha ni dukkha cha na pat da wa ima ya tham ma nu tham ma pati pati ya buddhang bu che mi ima ya tham ma nu tham ma pat patiya thammang bhujemi imaya thammanupat thammat patipatiya sankhang bhujemi imaya thammanu thamma patipatiya mata pitaro bhujemi imaya thammanu thamma patipatiya acariye bhujemi attha imaya patipatiya chara maranam ha bu pari busisa mi ime idang me bunyang asawakaya wahang ho tu idang me bunya makga phala na nasapaychayo ho ti idang no bunya bunya phagang sapasattana de ma chờ xíu xíu thì có chúng sanh nào ồn quá xíu phải tắt cái microphone chút xíu. Sabbe satta sukhita hontu sattu sattu sattu. Yang kinh chi ku sa la kam mang ka ta pang ki ri yang ma ma ka ji na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa nyi no a ti ye cha sa ta a sa nyi no ka tang bu nya pa lang mai hang sa pe pha ki pha wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang bu nya pha lang mai ya ye cha tat ta nai cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa pe lo kam hi ye sat ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma chi ta sa ti akasatha cha pamatha devana ga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan tusasanang akasatha cha pamatha devana ga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan turattake akasatha cha pamatha devana ga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan tunyatayo akasatha cha pamatha devana ga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan tupanino akasatha cha pamatha devana ga mahittika punyang ho anumodan tujirang rakkhan tuno sadha idang vatame punyang asawak
Kaya Wahang Ho Tu Butto Hang Bo Tayisa Mimutto Hang Mo Chaye Pare Tinno Hang Tarayisa Misang Saro Kapmaham Phaya. Dạ, quý vị, chúng tôi sẽ thỉnh Thượng Tọa Pháp Duyên vào, xin tất cả quý vị quan hỷ mở hình như một sư. Dạ, dạ con kính lễ sư ạ. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ sư, sư cô, tất cả trong trang. Thưa sư, con bữa nay con bận, thành ra con chỉ vô, con để máy chứ con không có dự được. Dạ, dạ, thưa. Dạ. Thưa sư, sư vô được chưa? Dạ. Dạ, trời, tắt máy chứ không? Dạ, sư một chút. Dạ, sư xin nhắc lại là quý vị nào chúng ta thấy mình có thể mở hình được thì quan hỷ mở lên giùm sư. Dạ. Vì chờ cho sư một chút, tại vì sinh viên đang tìm cách say in. Con kính lễ sư Chí Định ạ. Dạ, à, dạ thưa cô, dạ xin kính chào cô. Dạ. Trước khi Thượng Tọa Pháp Nhiên vào giảng, sư có nói một số việc. Thứ nhất là những vị nào mà trong lúc chúng ta tụng kinh mà tụng ở trên điện thoại cell phone, khi mà sư share cái màn hình thì ở đó nó có một cái khung hình nhỏ, cái mặt của quý vị, thì chỉ cần quý vị để lên cái tay thách lên màn hình, xong quý vị đẩy sát qua phía bên tay phải thì cái màn hình, cái khung hình nhỏ nó chỉ còn cái màn hình người ta đang share cho mình thôi. Còn không thì mình tụng kinh mình sẽ thấy có một cái window nhỏ vuông vuông, mình phải đẩy lên đẩy xuống, cho nên mình chỉ cần đẩy sát qua phía bên tay phải thì cái hình đó nó sẽ chạy vô sát gốc luôn. Dạ. Yeah. Các vị quan hỷ chờ tôi một phút.
Victor Handyman. Sir? Yes. You text message to me, you say the lady in my temple. Yes. Oh. Oh, you need the driver license? Oh. Okay. Yes, but can you give me 1 second? I try to call her. Oh, yes. Oh. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ. Chúng ta bắt đầu buổi học. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, các vị có nghe được không ạ? Dạ, có. Dạ. À, các vị học cái bây giờ phát cái phần duyên này nữa thì thật ra thì các vị chúng ta cũng không có thấy khó đúng không? Là bởi vì nói đến cái duyên á, tức là cũng là một cái sự trợ sanh giống như là trong cái giống như là trong cái duyên sinh, nghĩa là tất cả các cái pháp hữu vi thì khi mà nó hiện khởi thì nó phải có cái điều kiện, nó có cái điều kiện nó mới có mặt được, nó có nhân có duyên. Thì trong cái duyên hệ này thì chúng ta học mở rộng thêm về cái phần của duyên sinh, tức là trong duyên sinh thì là do cái này có mà cái kia có, và trong duyên hệ đó thì chúng ta mở rộng hơn, đó là do duyên này có mà cái pháp kia có, nhưng mà nó sẽ có bằng cách như thế nào. Ví dụ giống như là do vô minh mà có hành, tuy vậy đó thì có khi là vô minh tác động cho hành bằng cách này, có khi đó thì là bằng cách khác, và trong nhiều cách khác nhau đó thì chúng ta gọi là duyên hệ. Thì chúng ta đã học về ba duyên, tức là về nhân duyên, về cảnh duyên và cảnh tưởng duyên. Thì trong đó đó, nhân duyên á, tác động cho cái pháp đồng sanh á, bằng một trong sáu hoặc là chín nhân tương ưng, và bằng cách đồng sanh. Rồi trong đó cái cảnh duyên và cảnh tưởng duyên đó, thì cái nhân đó nó tác động cho các cái pháp sở duyên á, bằng cách nó làm cảnh hay là làm đối tượng. Và ngày hôm nay chúng ta học về cái duyên thứ tư, tức là câu sinh trưởng duyên. Bây giờ đi. Đây chúng ta học cái gì? Duyên là câu sinh trưởng duyên.
tiếng Bali gọi là Sahaja Ta thì Phật tử. Sahaja Ta. Sahaja Ta thì Phật tử. Bài chỉ giá. Các vị thấy chữ cầu sinh, cái chữ Sahaja Ta. Em phải nói cái cầu sinh á, thì chúng ta biết rằng là nó đồng sinh. Nó giống như là ở trong nhân duyên vậy. Nhân duyên á, pháp năng trợ cho pháp sở bằng một trong sáu hoặc là chín nhân. Nhưng mà sáu hay chín nhân đó nó phải trợ sanh bằng cách nó là đồng sinh. Thì những cái duyên như vậy nó được gọi là cái giống câu sinh. Còn cái cảnh duyên đó thì nó thuộc về giống cảnh, tức là cái năng duyên đó, làm cảnh cho sở duyên. Tuy nhiên không cần, không có đòi hỏi cái điều kiện là phải đồng sinh. Tức là cái cảnh đó đã xảy ra, đang xảy ra hoặc là chưa xảy ra đều có thể làm cảnh được hết. Như vậy là khi mà học về cái duyên hệ đó thì chúng ta cố gắng là nhớ cái khía cạnh là mỗi cái cách trợ sanh như vậy đó thì nó thuộc về cái giống nào. Thì ngày hôm nay chúng ta học về câu sinh trưởng duyên, tức là nó trợ sanh là phải là bằng cách đồng sanh. Và khi mà nó trợ sanh bằng cái cách đồng sanh như vậy đó thì chúng ta phân tích theo cái tam đề thiện đó, thiện trợ thiện hay là thiện trợ cho bất thiện, trợ cho vô ký đó. Để mà cứ cái duyên nào mà nó trợ sanh bằng cách đồng sanh đó, thì nó sẽ không có cái kiếp cạnh là thiện trợ cho bất thiện và ngược lại. Bởi vì thiện và bất thiện đó, nó không bao giờ nó đồng sanh hết. Cho nên các vị thấy không? Ở trong nhân duyên á, thì nó cũng không có cái trường hợp mà thiện trợ cho bất thiện, bởi vì thiện và bất thiện không có thể đồng sanh. Nhưng mà trong cảnh duyên á, thì có trường hợp là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên được, bởi vì nó không cần phải là phải đồng sanh thì nó mới có thể nó trợ sanh được. Thì ngày hôm nay chúng ta học về câu sanh trưởng duyên á, thì nó cũng thuộc về duyên được trợ sanh bằng cách đồng sinh. Cho nên là khi mà chúng ta phân tích theo cái tam đề thiện là thiện trợ cho thiện, rồi thiện trợ cho vô ký, nhưng mà không có thiện trợ cho bất thiện, vì thiện và bất thiện không thể đồng sanh. Và ở đây hôm nay chúng ta học về cái câu sanh trưởng duyên á, thì về chi pháp á, thì dễ nhớ chi pháp á, năng duyên á, là bốn pháp trưởng, hay còn gọi là tứ trưởng, mà chúng ta học ở trong cái phần ví dụ pháp đại cương á, các vị có nhớ không? Cái gì người y tốt hòa sư dạ phải cái tứ trưởng này á, nó có thể là thiện mà cũng có thể là bất thiện. Khi mà là thiện á, thì còn có một tên gọi khác là tứ như ý túc. Còn khi mà bất thiện á, thì chỉ là những cái pháp trưởng thôi. Thì trong bốn cái pháp này á, trước hết đó là câu sinh trưởng duyên á, thì chúng ta trước hết đó là chúng ta nắm về cái bốn cái pháp trưởng. Xin lỗi, tôi chưa share cái màn hình. Là bốn pháp trưởng. Bốn pháp trưởng thì gồm có là dục trưởng, dục trưởng này chính là sở hữu dục,
cần trưởng. Chính là sở hữu cần. Tâm trưởng. Tâm trưởng nghĩa là các cái tâm động lực đa nhân. Tâm động lực đa nhân tức là tâm động lực mà có hai nhân trở lên. Tức là nhị nhân và tam nhân á, và thẩm trưởng. Chính là sở hữu trí tuệ. Chúng ta học gọn lại là dục cần tâm thẩm. Dục cần tâm thẩm. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Và bốn cái pháp trưởng này khi mà trong cái pháp bất thiện á, thì nó chỉ còn ba thôi. Bởi vì cái thẩm trưởng là trí tuệ, mà sở hữu trí tuệ đó thì không có trong cái tâm bất thiện. Do vậy mà các cái pháp trưởng này khi mà chúng ta tính về cái pháp bất thiện á, thì chỉ còn ba trưởng chứ không phải là bốn. Chỉ có trong pháp thiện á, mới có đủ bốn trưởng này. Tức là cái sở hữu cần, sở hữu dục, các cái tâm động lực đa nhân và sở hữu trí tuệ. Thì về chi pháp á, thì ở đây chúng ta dễ tính. Nhưng mà về ý nghĩa đó, thì chúng ta hiểu như thế này. Trước hết ở đây chúng ta nói về cái bốn trưởng theo thiện pháp. Cái bốn trưởng theo thiện pháp đó, còn một cái tên gọi khác đó, là ít thứ ba đó. Cái tứ trưởng thiện như nè, cái tứ trưởng thiện á, cái tứ trưởng thiện á còn gọi là ít thứ ba đó. Hay còn gọi là tứ như ý tốt. Hay còn là tứ thần túc nữa. Cũng còn có tên là, còn dịch khác là tứ thần túc. Tất nhiên những cái cách dịch này á, thì cách dịch nó nghĩa thôi. Đầu tiên á, là gọi là tứ trưởng. Tức là những cái pháp này nếu mà khi mà được khi cái pháp này mà được tu tập, hay là vị đó tu tập một cách chuyên chú, thì bốn pháp này nó trở thành một cái sức mạnh lớn mà dẫn đạo cho các cái pháp đồng sanh khác. Và khi mà cái bốn cái pháp trưởng này á, mà nó lớn mạnh á, thì ngoài cái vai trò đó, nó như là cái yếu tố trụ cột cho tâm lý đó, thì cái pháp này á, nó còn giúp cho một người tu tập đó có khả năng thực hiện những cái ý muốn của mình như mình muốn. Cho nên cái pháp này còn được gọi là tứ như ý túc. Thật sự đó thì cái chữ ittipa đó, thì itti đó nó từ cái căn Pali là chữ x, có nghĩa là muốn, và ba đó chúng ta cái nền tảng. Ở đây người ta dịch sát là ta dịch là chữ túc, cũng như là cái phần cái chân đế này. Trước hết đó là
là chúng ta phải hiểu rằng là lấy cái ví dụ về cái phương diện vật lý, về phương diện vật chất thôi, thì có những cái thứ vật chất á, nếu mà nó ít á, thì chúng ta không thấy nó có một cái sức mạnh to lớn. Nhưng mà nếu mà nó được, nó nhiều, hoặc là nó ở trong một cái điều kiện nào đó, thì nó trở thành một cái sức mạnh vô cùng to lớn. Chẳng hạn giống như là chúng ta nói là đến chúng ta nói đến cái sức nước. Một vài giọt nước á, thì nó không phải là một cái sức mạnh lớn. Nhưng mà một cái con sóng thần á, thì khi đó nó có thể nó cuốn trôi cả cái thành phố nếu mà nó nhiều. Hoặc là chúng ta dùng một cái, ngày hôm nay chúng ta dùng máy móc mà để chúng ta tạo ra một cái áp suất rất là lớn, thì khi đó nước nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Đối với cái không khí cũng vậy, tức là nếu mà nó được ở trong một cái môi trường mà cái điều kiện đó nó có thể nó phát huy được cái sức mạnh của nó, thì cái đó sức mạnh không lường. Đó là chúng ta nói về cái những cái khía cạnh của vật chất thôi. Thì Đức Phật này dạy rằng về cái phương diện danh pháp á, tức là về phương diện tâm á, thì có những cái đặc tính của tâm. Và nếu cái đặc tính đó mà được tu tập, được làm cho cái tâm đó nó mạnh mẽ đó, thì nó có một cái sức mạnh mà chúng ta không có nghĩ được. Và bốn cái khía cạnh đó, Đức Phật này gọi là cái bốn cái pháp trưởng, hay là bốn cái pháp Adhipati, tức là bốn cái pháp mà nó lớn mạnh hơn các cái pháp khác. Và về phương diện thiện pháp đó, thì khi mà cái năng lực đó mà nó đã đạt đến một cái mức độ nào đó đó, thì một người tu có thể sử dụng cái năng lực đó như là một cái công cụ, gọi đó là những vị, chẳng hạn giống như là những vị có thần thông. Đầu tiên đó, thì chúng ta nói đến cái dục trưởng, hay là nếu là thiện pháp đó, thì còn có thể gọi là dục như ý túc. Dục ở đây á, nó là một cái ước muốn. Nhưng mà ước muốn, mà tại sao ước muốn mà nó dẫn đến một cái sức mạnh to lớn như vậy? Thật ra đó là tất cả những cái việc gì mà chúng ta làm đó, thì cái việc tiên khởi đều phải là có ý muốn hết. Một cái việc đơn giản nhất cho đến cái việc lớn lao nhất thì nó đều phải có cái ước muốn, đúng không? Nó có cái ý muốn. Chẳng hạn giống như là tôi muốn cầm một cái quyển sách, thì tôi cũng phải có cái ý muốn mới cầm được quyển sách. Các vị muốn dời một cái món đồ trên bàn thì trước tiên thì chúng ta phải có cái ý muốn. Và nếu mà cái ý muốn đó lớn mạnh thì nó sẽ làm một cái việc lớn hơn. Chẳng hạn giống như là những người làm việc lớn thì cái ý muốn đó nó không phải chỉ có thoáng qua, mà nó phải được ấp ủ lâu ngày. Mà chúng ta còn có thể gọi cái tên khác là cái ý chí, hay là nó trở thành một cái quyết tâm muốn làm cái việc gì đó. Và cái việc nào mà nó càng lớn lao chừng nào á, thì đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái ý chí mạnh mẽ chừng đó, tức là một cái ý muốn mãnh liệt. Và chính vì cái ước muốn đó mà nó trở thành cái pháp dẫn đạo cho các cái pháp đồng sanh khác. Ví dụ giống như là một người á, mà họ khát khao, họ muốn làm sao mình có được một cái căn nhà, thì từ đó về sau đó thì họ nuôi nấng cái mong muốn đó, cái khát vọng đó. Và do đó là tất cả những cái công ăn việc làm, những cái gì mà họ có thể làm được đó, thì họ đều đầu tư cho cái căn nhà của họ hết. Rồi một người là có một cái mong muốn, là giống như người học sinh mong muốn sau này mình trở thành người bác sĩ, thì từ cái mong muốn đó
nó dẫn đến là vị đó phải nỗ lực để làm những cái, để học hành làm sao có thể là độ đạt trở thành một vị bác sĩ. Thì thật ra đó, tất cả cái gì mà chúng ta làm đó, thì tiên khởi đó, nó cũng đều là một cái ý muốn hết. Và tùy theo cái năng lực của mọi người mà cái ý muốn đó, đó nó có được thành tựu hay không. Ví dụ như là một người khỏe mạnh và không có bị tật nguyền, thì việc mà chúng ta muốn đi lại thì chúng ta hãy muốn thì chúng ta làm được. Nhưng mà đối với một người bệnh hoạn hay là một người thương tật thì cái ý muốn nó không dễ dàng thực hiện. Như vậy thì cũng là ý muốn, nhưng mà cái ý muốn đó, đó nếu một người mà có cái điều kiện thì cái ý muốn nó dễ dàng trở thành hiện thực. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu cái điều kiện thì cái ý muốn nó khó trở thành hiện thực. Ví dụ giống như là một người có tiền thì họ muốn cái gì đó thì họ có thể họ mua cũng được, họ đều có thể mua được hết. Còn nếu mà chúng ta cái tiền chúng ta ít hơn á, thì cái muốn của chúng ta nó chỉ chiều cho chúng ta một số món đồ thôi, một số món đồ đắt đỏ quá thì mình không thể mua được. Và còn nghèo hơn nữa đó, thì cái ý muốn đó nó thành hiện thực đó, nó càng hạn chế hơn. Đó là chúng ta nói về một vài cái điều kiện của ý muốn. Và mỗi người đó tùy vào cái năng lực khác nhau mà cái ý muốn đó nó có thể nó thành việc nhỏ hay là việc lớn. Cho đến một vị tổng thống, một vị nguyên thủ quốc gia ở các cái nước siêu cường, thì đôi khi một cái ý muốn của họ đó mà nó trở thành chiến tranh, đôi khi một cái ý muốn của họ đó mà giúp cho cả một quốc gia hòa bình. Thì một người năng lực càng lớn chừng nào á, thì cái ý muốn của họ đó, nó càng lớn chừng đó. Nhưng mà trở lại đó thì dù cho cái việc nhỏ hay việc lớn chăng nữa thì nó đều bắt đầu bằng cái ý muốn. Và Đức Phật ngày chỉ ra rằng là nếu cái ý muốn đó mà khéo tu tập, cái ý muốn đó là một cái ý muốn thiện pháp, thì chính cái ý muốn đó đó thành một cái công cụ to lớn mà một người tu có thể chứng đạt được thiền định và đạo quả. Như các vị cũng nhớ rằng là sở dĩ mà Đức Phật ngày được gọi là một vị Phật như chúng ta học với giáo lý từ ngày, thì nó cũng bắt đầu bằng một cái ý muốn. Cách đó hay tăng kỳ 100.000 đệ kiếp. Và nếu mà ngày hôm nay chúng ta có một cái ước muốn, một cái chí nguyện cao cả nào đó, và chúng ta giữ cái chí nguyện đó, thì một lúc nào đó cái ước muốn chúng ta cũng thành tựu. Chẳng hạn giống như là chúng ta ước nguyện rằng một lúc nào đó mình có thể mình chứng thiền định, một lúc nào đó mình có thể mình sát trừ được cái phiền não, thì bằng cái chí nguyện đó mà nếu được nuôi dưỡng, được ấp ủ, được làm nó lớn mạnh lâu ngày, thì một sanh hữu nào đó thì chúng ta cũng có thể thành tựu được những cái quả vị thánh nhân như là các vị thánh nhân đã thành tựu. Do vậy đó, cái ý muốn mà nếu được tu tập lâu ngày đó, thì cái ý muốn đó nó trở thành một cái sức mạnh lớn. Và ở trong cái câu sanh tự duyên này á, thì chúng ta đang học về một cái duyên mà trong đó cái năng duyên chính là một trong các cái pháp trưởng này. Tức là ví dụ như là chúng ta đang học về cái dục trưởng, chính vì chúng ta đang có một cái ý muốn lớn, cho nên tất cả những cái việc làm đó, những việc làm nào mình làm qua thân, qua khẩu, qua ý, nó đều nhằm vào cho cái ý muốn của mình. Ví dụ giống như là chúng ta chuẩn bị chúng ta muốn đi xa, giống như các vị ở Mỹ muốn về Việt Nam, hay các vị ở Việt Nam muốn qua Mỹ, như vậy đầu tiên là chúng ta có cái ý muốn. Và từ cái ý muốn đó là chúng ta mới quyết định. Chúng ta quyết định chúng ta chọn ngày nào đó chúng ta đi. Và khi mà chúng ta
đã chọn cái ngày và mình muốn, mình vẫn giữ cái ý muốn đó không có thay đổi, thì từ đó về sau thì tất cả những cái công việc làm là nó nhằm vào cái chuyện bị cho cái chuyến đi của mình. Như vậy từ cái ý muốn đó mà nó dẫn đến các cái hành động khác đó, nó đi theo cái ý muốn đó. Chính vì như vậy đó, cái ý muốn hay còn gọi là cái dục đó, được gọi là một trong những cái pháp lớn mạnh, cái pháp dẫn đầu trong các cái pháp khác. Thì chúng ta có nhớ rằng là cái ý muốn đó, nó không phải bao giờ nó cũng là tham. Cái gọi là cái dục á, chúng ta có cái là có cái tham dục, có tác dục, có pháp dục. Thì chỉ cái muốn nào mà đi cùng với tham đó thì cái muốn nó mới gọi là cái tham thôi. Chứ có những cái muốn nó không có tham. Chẳng hạn giống như là đôi khi cái muốn nó bằng cái sân. Thí dụ giống như là chúng ta rất là bực mình ai đó, mà chúng ta muốn nói cái lời nào đó để hả giận vân vân, thì chúng ta muốn đó là chúng ta muốn bằng cái sân chứ không phải là muốn cái tham. Cho nên khi một số người cái nói nghe qua cái nói là hãy mình muốn thì tham, nó không phải. Muốn có khi là tham, mà có khi muốn là sân, mà có khi muốn là thiện. Cho nên là ở trong kinh nó có nói đến ba cái khía cạnh của cái việc mong muốn đó, tức là cái muốn bằng cái tham hoặc là cái tham dục, còn cái muốn mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày vân vân thì gọi là tác dục, và còn cái muốn về thiện pháp thì gọi là cái pháp dục, chứ không phải cái muốn nào là cũng bị ngược về tham á. Và ở đây ngày hôm nay chúng ta học về cái dục tưởng, tức là cái muốn ở trong cái thiện hay là cái bất thiện, thì chúng ta thấy rằng là trong tham cũng có, mà trong sân cũng có, và trong thiện cũng có. Đó thứ nhất đó là cái dục trưởng. Thứ hai đó là cái cần trưởng. Cái cần nó chính là cái sở hữu cần, hay là cái sự tinh tấn, sự nỗ lực. Và như chúng ta biết rằng là tất cả những cái việc gì ở trong cái cuộc sống này, từ cái việc mà chúng ta sinh hoạt, sinh kế ở bên ngoài, cho đến các việc mà chúng ta học Phật pháp và chúng ta hành Phật pháp vân vân, thì tất cả nó đều phải có một cái sự nỗ lực trong đó, tức là đều có sự tinh tấn trong đó. Như vậy là từ cái dục, cái ý muốn, rồi nó tác động cho đến cái sự nỗ lực để mà chúng ta đạt được cái mục đích đó. Nó giống như là các vị Phật tử học viên ở đây, chúng ta là muốn đầu tiên thì chúng ta phải muốn hiểu về Phật pháp, đó là cái muốn. Rồi chúng ta phải nỗ lực để chúng ta ngồi chúng ta học nghe Phật pháp hàng tuần, hàng giờ vân vân, thì từ cái muốn đó từ cái muốn thôi đó, thì nó chưa có thể nó trở thành một cái sức mạnh to lớn, mà nó còn cộng với cái là cái nỗ lực. Và chính cái nỗ lực đó là một trong những cái điều kiện mà giúp cho cái ý muốn của chúng ta đó được hiện thực. Như vậy là cái pháp thứ hai được xem như là một trong những cái pháp có một cái năng lực mạnh mẽ, và đôi khi cái pháp đó đứng cái vai trò đứng một cái vai trò dẫn đạo cho các cái pháp đồng sanh khác, thì cái pháp đó được gọi là cái pháp trưởng. Và nếu khi mà cái pháp đó là cái pháp cần, thì khi đó gọi là cần trưởng. Khi cái pháp đó là cái pháp dục thì gọi là dục trưởng. Đó là hai cái pháp trưởng. Trong cái duyên này về chi pháp thì nó dễ, nhưng mà về cái nghĩa pháp thì các vị cố gắng nhớ rằng là tại sao mà chỉ trong tất cả các pháp mà chỉ kể ra bốn cái pháp này, là bởi vì bốn cái pháp này là khi mà nó được phát huy mạnh mẽ rồi đó, thì nó trở thành một cái sức mạnh rất là lớn. Thì chúng tôi đây mà mượn cái ví dụ chẳng hạn giống như là gió là nước, thấy nó bình thường như vậy đó, nhưng mà nếu mà nó được phát huy đúng mức rồi đó, thì nó là một cái sức mạnh khôn lường. Thì Đức Phật này nói rằng là bốn cái pháp này mà nếu mà nó được phát huy sức mạnh nó rồi đó, thì nó có một cái năng lực không có thể nói được. Ngay cả các vị nhớ cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là khi mà ma vương thỉnh cầu Đức Phật Niết Bàn đó, thì
trước đó đó thì Đức Phật này có nói với Ngài Ananda rằng là Ngài Ananda niết mà ai mà đã tu tập bốn cái pháp như ý túc này này thành mãn thuần thục thì người đó nó nếu muốn thì có thể kéo dài cái đời sống của mình, thậm chí là kéo dài cả cái kiếp trái đất mà Như Lai đã tu tập những cái pháp này thành mãn và bị giác ngộ tinh. Thì cái pháp thứ hai mà dẫn đến một cái pháp thứ hai mà có thể cụ thể hóa được cái mong muốn của mình mà chúng ta gọi là cái như ý thức có thời chính là cái sự nỗ lực. Rồi cái pháp thứ ba là tâm trưởng, nếu nói chung thiện và bất thiện. Còn mà nếu mà nói về thiện á thì chúng ta còn có tên gọi là tâm như ý túc, thì như tôi nói các vị đó là cái như ý, tức là nó có thể làm như những gì mà mình muốn. Người ta đây chúng ta lấy cái nghĩa thôi. Thì cái tâm như ý túc á, trước hết á, về chi pháp đó chính là cái tâm động lực, mà động lực đa nhân. Bởi vì cái tâm động lực á, nó mới là những cái tâm mạnh mẽ hơn với các tâm khác, cho nên các cái tâm khác đó thì không tính ở đây. Rồi mà động lực đó là phải là động lực đa nhân, chứ còn động lực mà vô nhân hay một hay nhất nhân đó, thì những cái động lực đó nó không mạnh mẽ. Do vậy về chi pháp đó, thì trong 12 tâm bất thiện đó, thì chúng ta trừ tâm hai tâm si ra. Bởi vì cái tâm si phóng dật đó là cái tâm đó là nó loạn động thiếu tập trung, cho nên nó không có thể làm cho cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ được. Rồi còn cái tâm hoài nghi nó là một cái trạng thái phân vân do dự, cho nên nó cũng không có làm cho cái tâm của mình mạnh mẽ. Cho nên về cái chi pháp đó, thì chúng ta chỉ lấy tâm ở đây và chỉ cho các cái tâm động lực đa nhân, thì gồm tất cả là 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm si. Rồi động lực trong dục giới đó thì có 8 đại thiện 8 đại tốt. Rồi sắc giới đó thì có 5 thiện sắc giới và 5 tố sắc giới, vô sắc thì 4 thiện 4 tố và 40 tâm quả siêu thế. Có những cái tâm động lực đa nhân. Thì cái gọi là cái tâm trưởng ở đây á, tức là nói đến cái vai trò dẫn đạo của tâm, mà khi đó tâm có một cái vai trò, có một cái sức mạnh. Chúng ta đại khái chúng ta hiểu như thế này, là thật ra cái sự có mặt của mình ở đây á, đang xin mang cái thân người này nè, là nó do mình có một cái tâm nào đó mình mới có được cái thân người đó, mới được có một cái thân người này. Chúng ta học về các cái hạng người, chúng ta nhớ rằng là mỗi cái hạng người như vậy đó là cái tục sinh đó, nó phải bằng cái tâm nào nó mới ra hạng người đó. Muốn là hạng người tam nhân đó, là phải tục sinh bằng cái tâm nào trở thành người tam nhân. Muốn là một vị phạm thiên sơ thiền đó, là phải có cái tâm nào đó mới còn trở thành vị phạm thiên sơ thiền, chứ không phải tự nhiên là có được. Như vậy đó thì chúng ta nói rằng là mà ở đây chúng ta tạm hiểu rằng là người nào tâm đó, tức là ở một cái trình độ nào đó, đó là nó phải có một cái nền tảng tâm lý trong cái tâm đó. Ví dụ giống như bây giờ mình nói rằng cái loài cầm thú với một cái trí tuệ yếu kém đó, mà dù cho nó có mang thân người chăng nữa, nó cũng không thể là con người được. Bởi vì cái tâm của nó là cái tâm của con thú. Và một con người như chúng ta đó, mà dù có mang cái thân phạm thiên, chúng ta cũng không thể trở thành phạm thiên được. Bởi vì cái tâm của mình không phải là tâm của vị phạm thiên. Mà nếu một người nào mà không có học bác sĩ, thì chúng ta có mặc cái áo bác sĩ vào, chúng ta cũng không trở thành bác sĩ được. Bởi vì chúng ta không có cái kiến thức của vị bác sĩ. Như vậy đó thì tìm một trong những cái yếu tố mà làm nên cái sức mạnh đó, thì trong đó hãy kể cái tâm. Các vị nghe kiểu, tức là ngay cả một
được gọi là một vị thánh nhân á, thì không phải là tự nhiên các ngài làm thánh nhân mà nó phải có cái tâm của một vị thánh. Chúng ta biết rồi, ví dụ như, để trở thành một vị thánh sơ quả thì người đó phải có những cái tâm là tâm sơ đạo thì vị đó mới trở thành tâm sơ quả. Muốn nhị quả cũng vậy. Cho nên cái sức mạnh thứ ba đó được gọi là tâm. Ở đây là tâm trữ. Và nếu mà thiện pháp đó, thì còn gọi là tâm những ý tức. Rồi cuối cùng là đó là thẩm. Thẩm ở đây chính là cái trí tuệ. Thì cái sức mạnh của trí tuệ đó thì đó là một sức mạnh mà ai cũng thấy toàn bộ cái nền văn minh của chúng ta đang có ở đây thì cũng do sức mạnh của trí tuệ. Và thấy trí tuệ vô hình như vậy đó, nhưng mà chính cái trí tuệ đó, làm ra mọi thứ hết, ngay cả những cái loại vũ khí nguy hiểm nhất ngày hôm nay có thể giết cả nhân loại đó cũng do trí tuệ nghĩ ra. Thì chúng ta biết rằng là cái sức mạnh của trí tuệ đến như thế nào. Mà mạnh nhất của trí tuệ đó cái gì? Mạnh nhất của trí tuệ đó là phá vỡ cả cái vô minh, là mạnh nhất cái sức mạnh, cái sức mạnh ưu việt nhất của trí tuệ. Mà thông thường thì chúng ta nói đến cái sức mạnh trí tuệ thì chúng ta không thấy điều đó. Nhưng mà đối với các vị thánh nhân thì ngài mới là một người mà cái trí tuệ ở một cái mức độ mạnh nhất. Bởi vì các ngài đã làm được, ngài đã phá được những cái việc mà người ta không có thể phá nổi. Thì trở lại đó là ngày hôm nay chúng ta học về cái câu sinh trụ duyên. Câu sinh trụ duyên đó tức là một cái duyên mà trong đó đó năng duyên trợ sinh cho sở duyên bằng cách đó là làm dẫn đạo và đồng sinh với sở duyên. Dẫn tạo ở đây nó là làm bằng cách lớn mạnh và làm bằng cách là mạnh mẽ. Ví dụ giống như là chúng ta đi một chuyến hành hương thì cái vị trưởng đoàn đó được gọi là một trong những yếu tố của trưởng duyên. Tức là người trưởng đoàn là một người mà họ có cái suy nghĩ, có cái công việc làm đó là hướng đạo cho những người trong đoàn. Thì khi đó thì người trưởng đoàn đó có cái vai trò như là trưởng duyên. Vậy thì trong cái năng duyên mà trợ sinh cho sở duyên, trong cái duyên câu sinh trưởng duyên này, thì khi đó đó các hạn giống như là một người đang có một cái khát khao mạnh mẽ. Thì khi đó đó cái sự khát khao đó, đó nó đồng thời đó là nó tác động cho các cái pháp đồng sinh khác đó, và thực hiện cái khát khao đó, thì khi đó được gọi là dục đang có cái vai trò làm trưởng. Rồi khi mà người đó cố gắng ra sức để thực hiện những cái công việc của mình thì khi đó cần đứng cái vai trò làm trưởng. Rồi khi mà trong một cái trường hợp nào đó, chẳng hạn giống như là chúng ta lấy cái vị hành giả tu tập thiền định, thì khi vị đó mà đang nỗ lực để mà cố gắng thực tập thiền định đó, thì khi đó cần làm trưởng. Và khi mà cái tâm sơ đạo khởi lên, cái tâm sơ đạo có vai trò sát trừ phiền não, thì khi đó cái tâm có cái vai trò làm trưởng. Và trong suốt cái quá trình đó, thì nếu mà đối với một vị tu tập tuệ quán nữa đó, thì ngoài những khi mà nỗ lực ra đó thì không có cần làm trưởng nữa. Thì khi đó cái thẩm làm trưởng, tức là cái trí tuệ đóng cái vai trò làm trưởng. Tức là những cái pháp này á, là nó có những cái trường hợp. Thứ nhất á, là các pháp này á, trong bốn pháp á, là cái pháp nào mà mạnh nhất á, thì cái pháp nó dẫn đạo. Còn các cái pháp, ba pháp còn lại đó là có cái vai trò phụ đạo. Ví dụ giống như là ở trong đoàn của chúng ta đó, thì trong đó có một
người trưởng nhóm và ba người phó đoàn. Thì cái bốn cái pháp mà bốn pháp như ý túc một khi mà trợ sinh cho các pháp khác á, thì khi đó hãy mà pháp này làm trưởng á, thì các cái pháp khác đó đóng cái vai trò phụ trợ và ngược lại. Ví dụ giống như là dục làm trưởng á, thì cần tâm thẩm làm phụ trợ, nhưng mà nếu tâm làm trưởng á, thì các cái pháp ba pháp kia còn lại đó là làm phụ trợ. Và là còn ở đây thì nói thêm thôi, được gọi là như ý túc á, tức là bốn cái pháp này mà khi mà tu tập thành mạng trở thành một cái sức mạnh to lớn đó, thì nó tùy vào mỗi người khác nhau. Với một người bình thường đó, thì cũng có cái năng lực đó, nhưng mà cái năng lực nó yếu kém. Chẳng hạn giống như là chúng ta một cái chai nước bình thường này thì nước nó vốn có cái sức mạnh của nó, nhưng mà nó chưa có được phát huy bao nhiêu hết á. Ví dụ giống như chúng ta lắc mạnh này thì chúng ta thấy là cái nước nó tạo ra một cái lực nào đó, nhưng mà nó nhỏ, nó không đáng kể. Thì trong cái tâm hồn của một chúng sinh mà không tu tập đó, thì các cái như ý túc này là nó ở một cái sức mạnh, nó một ở một cái sức mạnh yếu. Nhưng mà ở một cái sức mạnh á, nếu cái tâm đó mà đối với một người tu tập đã chứng đến tận định á, thì cái sức mạnh nó lớn hơn rất là nhiều. Và được gọi là như ý túc đó, thì trong chú giải đó, thì nói đến cái giai đoạn mà người đó tối thiểu là phải tận định, thì cái sức mạnh đó nó mới được biểu hiện rõ. Còn mà nếu mà dưới cái cận định đó, thì nó chưa có cái biểu hiện rõ. Và nếu mà bị đó chứng được cái sơ thiền đó, thì cái sức mạnh của bốn như ý túc này nó mạnh hơn một người cận định. Tương tự như vậy, một người chứng ngũ thiền thì nó mạnh hơn sơ thiền, và một người chứng được thánh quả đó, thì nó còn sức mạnh đó nó còn to lớn hơn. Đó là những, chúng ta ôm lại cái phần mà trong cái phần đại cương chúng ta học về cái tập yếu hiệp hay là giác phần yếu hiệp. Nếu mà trong tập yếu hiệp thì chúng ta gọi là bốn pháp trưởng, tức là bốn vị pháp này nó có mặt ở trong cả cái thiện và bất thiện. Còn mà nếu đứng riêng về cái thiện pháp thôi đó, thì bốn pháp này còn có một tên gọi khác là bốn như ý túc. Rồi chúng ta trở lại cái bài học. Thực ra hồi nãy giờ nó thì mình nói là giống như là nói thêm bài học, chứ chưa có nói bài, chúng ta chưa có đi vào bài học. Rồi các vị ghi đó là hôm nay tôi ghi bài cho các vị là do thì mình cái cảnh tử duyên thì nó là một phần tích ra từ cái cảnh duyên thôi. Còn cái câu sinh trưởng duyên này á, nó là một cái pháp riêng. Về ý nghĩa thì các vị nắm rồi, thì chúng ta ý nghĩa chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta có là hai nữa là cái chi pháp. Đây là chi pháp. Chi pháp gần có năng duyên. Đây là chi pháp tổng quát nha. Năng duyên tức là tứ trưởng, là bốn pháp trưởng đó. Bốn pháp trưởng trong động lực đa nhân. Rồi sở duyên á, sở duyên là 84 tâm động lực đa nhân, 84 động lực. Cộng 51 sở hữu trừ si, trừ hoài nghi.
trừ hoài nghi. Rồi 17 sắc tâm hữu trưởng. Mười bảy sắc tâm hữu trưởng tức là những cái sắc tâm mà đồng sanh với các cái pháp trưởng ấy, thì mới gọi là sắc tâm hữu trưởng. Đó là cái chi pháp tổng quát. Thì từ cái chi pháp tổng quát này á, thì chúng ta phân theo tâm đại thiện á, thì nó cái ba này là chúng ta phân theo tâm đại thiện thì dễ. Rồi phân theo tâm đại thiện á, thì trước hết á, là thiện trợ cho pháp thiện bằng câu sinh tưởng duyên. Thiện cái này tới đây thì các vị tự tính được rồi. Thiện trợ cho thiện bằng câu sinh tưởng duyên. Nhớ khi nào thấy câu sinh đó, là chúng ta phải tính những cái pháp nào đồng sanh với các pháp với năng duyên thôi, chúng ta không kể. Thành ra hãy cái pháp nào câu sinh đó, thì thường là chi pháp thì nó dễ tính. Đầu tiên là chúng ta lấy cái chi pháp trong cái tổng quát ra, thì pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng câu sinh tưởng duyên, thì khi đó là pháp thiện trong năng duyên trợ cho pháp thiện trong sở duyên. Pháp thiện trong năng duyên thì chúng ta lấy cái chi pháp thiện trên cái năng trong cái năng duyên tổng quát tương tự như vậy. Trợ cho pháp thiện sở duyên thì chúng ta lấy cái pháp thiện ở trong cái pháp trong cái sở duyên. Này chúng tôi nói lại thôi sợ nhiều vị chưa có nắm bài. Là pháp thiện thì chúng ta lấy cái năng trên đây, bởi vì đây là năng. Rồi cái pháp thiện sở duyên thì chúng ta lấy cái chi pháp trích ra cái nào thiện ở sở duyên ở dưới thì chúng ta lấy ra được chi pháp thôi, nó dễ. Thì chúng ta có tứ tưởng trong động lực đa nhân, mà động lực đa nhân ở đây thuộc phải thuộc về cái pháp thiện, cái động lực thiện. Động lực thiện đó thì chúng ta có cái chúng ta có cái sở hữu dục, sở hữu cần, sở hữu lời tâm rồi thẩm, đó là bốn cái pháp trưởng mà trong 37 tâm thiện. 37 tâm thiện và cộng với 37 sở hữu hợp, trừ ở đây chúng ta nhớ là khi mà chúng ta nói rằng là cái pháp thiện trợ cho cái pháp thiện á, thì khi đó mình lấy tứ trưởng thiện, nhưng mà khi nào mà pháp nào làm trưởng á, thì chúng ta phải trừ cái pháp nó ra trong các cái trong cái sở hữu hợp. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là bây giờ là dục trưởng. Trừ dục ra. Dạ phải, tại vì nó đâu có trợ cho nó được, không có kể. Dạ. Dạ, rồi các cái pháp còn lại các vị cũng theo thứ tự như vậy. Như vậy các vị nắm bài đúng không? Dạ. Dạ, cứ pháp nào mà làm trưởng thì mình kể cái sở hữu hợp đó là mình trừ nó ra. Như vậy thì cái chi pháp chúng ta đó thì chúng ta ghi là cái cũng bốn trưởng không thiện. Thiện đây là bốn trưởng thiện. Ở cái trưởng thiện á, thì chúng ta không cần phải ghi là đa nhân, bởi vì trưởng thiện á, thì luôn luôn là đa nhân, chứ không có trường hợp mà trưởng thiện mà một nhân hay là vô nhân được. Rồi chi pháp đó là bốn trưởng thiện, rồi trợ cho 37 tâm thiện cộng với 37 sở hữu 38 sở hữu hợp, mà cộng đây thì chúng ta ghi vậy thôi. Nhưng mà các vị hãy hiểu rằng là để mà cái nào làm trưởng thì phải trừ ra, thường là chỉ có 37.
Ví dụ giống như là thẩm làm trưởng thì chúng ta trừ trí tuệ, mà cần làm trưởng thì trừ xã hữu cần vậy. Sư cho con hỏi tại sao cái tâm không trừ hả sư? Cái tâm trưởng không trừ hả sư? À, cái tâm hả cô? Dạ, cái tâm trưởng sao không có trừ hả sư? Ba cái dục cần tâm thẩm mà ba cái kia có trừ mà cái tâm không trừ hả sư hả? Nó dạ, là lăng nhiên. Dạ phải trừ. Cái tâm là ở đây lưu ý nha. Thí dụ bây giờ sư ví dụ nè, mấy cái sau này thì tương tự. Thí dụ như bây giờ là dục dục trưởng trong cái động lực thiện. Dục trưởng trong động lực thiện á, thì nó sẽ trợ cho 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Rồi cộng với 37 sở hữu hợp. Trừ dục, đúng chưa? Trừ một dục, dạ. Các vị hiểu chỗ này chưa? Dạ hiểu. Dạ. Rồi cần cũng như vậy, là trợ cho 37 tâm thiện cộng 37 sở hữu hợp trừ cần, đúng chưa? Rồi thẩm á, thì cũng như vậy nhưng mà trừ trí. Còn đối với tâm á, thẩm thì giống như ba cái kia, còn tâm á, tâm trưởng á, tâm á, thì chỉ trợ cho 37 chỉ trợ cho 38 sở hữu hợp thôi. Trừ tâm ra rồi cho nên chỉ còn cái sở hữu thôi, có bị nắm được không? Tại sao mấy cái kia là 37 mà cái này là 38 này không trừ đó con không hiểu cái này. À tại do vì trừ tâm cô, tâm nó thuộc về bên tâm, nó còn sở hữu nó vẫn còn nguyên. À. Con nắm được không? Dạ, dạ con cảm ơn sư. Dạ. Những cái này, những cái kia đó là người ta có 37 tâm thiện hết, nhưng mà riêng về tâm á thì nó không có 37 tâm thiện, nhưng mà cái sở hữu thì nó còn nguyên. Dạ. Dạ. Con nắm được không? Dạ, con hiểu. Không phải là nó, không phải nó trừ mà nó còn trừ nhiều hơn mấy cái khác. Mấy khác là chỉ trừ có một sở hữu, còn nó trừ cả 37 tâm thiện. À, trừ hết 37 tâm thiện luôn. Dạ, trừ hết. Dạ. Nhưng mà sở hữu thì còn đủ. Dạ. Dạ, các vị vậy như, tôi ghi như vậy, các vị tự ghi được đúng không? Dạ. Dạ, được sư. Dạ, được sư. Rồi các vị cũng tự ghi tiếp theo luôn. Ở đây là nếu có thể vị nào có sách rồi thì chúng ta không cần phải ghi, để cho nó nhanh. Chỗ nào không, các vị không có không học, không chưa có nắm được thì hỏi lại. Thứ hai là pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng công sinh trưởng duyên. Thì chúng ta pháp thiện thì chúng ta cũng có bốn cái trưởng thiện, mà trợ cho pháp vô ký, pháp vô ký ở đây đó thì lại là bằng là 17 sắc tâm, 17 sắc tâm thiện do đồng sinh với cái bốn trưởng khi đó. Dạ sư, hồi nãy con nhớ sư nói chỗ mà tâm trưởng sư nói trừ tới hai si lận. Dạ không, trừ cái si, sư lộn, trừ cái à, sư nói là trừ cái tới hai si lận hoài nghi và lại gì nữa thôi, con quên. Dạ không, chị sư ghi lộn, chỉ có si hoài nghi thôi, còn cái si kia là nghi. Dạ còn cái sở hữu si kia là nó là bất thiện biến thành, đâu có trừ được. À vậy là trừ có một cái si hoài nghi thôi hả sư? Dạ trừ với một si hoài nghi thôi, bởi vì cái si hoài nghi á, nó chỉ có ở trong cái tâm si hoài nghi. Mà cái chi pháp ở đây thì do vì mình chỉ có lấy có 10 tâm bất thiện, không có lấy hai cái tâm si, cho nên phải trừ cái si hoài nghi. Còn mà cái sở hữu si ở trong cái si phần đó thì nó vốn là cái bất thiện biến thành, cho nên là tâm nào cũng có nó rồi, đâu có trừ được. Dù không có hai tâm si nhưng mà nó có si đó, nó có trong tham, trong sân. Cảm ơn sư. Rồi tới cái thứ hai các vị ghi rồi đúng không? Pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng câu sinh trưởng duyên. Thì chi pháp có là bốn cái pháp trưởng. Bốn cái pháp trưởng thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện đồng sinh khi đó.
rồi pháp thiện trợ cho pháp thiện và vô ký bằng câu sinh tử duyên. Thì thật ra cái chi pháp này thì nó cũng giống như là cái chi hai chi pháp trên mà cộng chung lại, thì chúng ta cũng theo cái nguyên tắc là hễ mà chi pháp nào làm trưởng thì chúng ta trừ nó ra. Thí dụ giống như là dục làm trưởng thì trợ cho các cái danh quẩn còn lại đó thì chúng ta cũng trừ ra dục, nhưng mà kể thêm cái sắc tâm là cái pháp vô ký thôi. Tức là cái phần thứ ba này nó là cộng cái phần thứ hai và thứ nhất lại. Rồi còn cái phần pháp bất thiện á, phần thứ tư là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng câu sinh tưởng duyên. Thì chúng ta nhớ rằng là ở trong bốn trưởng nó dục cần tâm thẩm á, thì thẩm thuộc về trí tuệ, mà trí tuệ thì không có công tâm thiện, cho nên về cái pháp thiện chỉ còn có ba trưởng thôi. Thì trong ba trưởng đó thì nó cũng tương tự như là trường hợp đối với pháp thiện trợ cho pháp thiện. Tức là ba trưởng đó khi mà trợ cho các cái tâm thiện mà sở hữu hợp đó thì chúng ta cũng trừ chính bản thân nó ra. Ví dụ giống như là bây giờ cái sở hữu dục ở trong cái tâm bất thiện á, khi mà làm trưởng á, thì nó trợ cho 10 tâm bất thiện và 25 sở hữu hợp. Tất nhiên là rồi cần tâm cũng vậy. Ở đây các vị nắm được hết không? Tôi nghĩ rằng các vị học đến đây thì các vị nào cũng nắm được hết. Chúng ta học về cho nó nhanh, bởi vì cái phần duyên hệ này nó còn khoảng 3 phần nữa. Tức là chúng ta học về cái phần hiệp lực, chúng ta còn phải học cái phần cấu hợp, rồi chúng ta còn học là cái phần nó là duyên hệ trong duyên sinh, và bây giờ thì chúng ta mới học là cái về cái ý nghĩa của mỗi duyên thôi. Cái thứ năm là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng câu sinh tưởng duyên, thì nó cũng tương tự giống như là pháp thiện trợ vô ký vậy. Tức là ba hai thì bốn trưởng bất thiện, thì bây giờ là ba trưởng bất thiện trợ cho 17 sắc tâm. Rồi pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký thì nó cũng như trên, tức là cộng cái 4 và cái 5 lại ra cái 6. Rồi cái pháp vô ký trợ cho cái pháp vô ký bằng câu sinh trưởng duyên, thì chúng ta thay vì lấy 4 cái trưởng thiện thì chúng ta đổi lại, chúng ta lấy 4 cái trưởng vô ký. Rồi chúng ta trợ cho các cái pháp vô ký đồng sinh khác thì cái này nó dễ rồi. Ví dụ giống như là chúng ta trong các cái tâm động lực á, trong các cái tâm động lực á, thì chúng ta lấy hết các cái tâm động lực nào động lực vô ký, chẳng hạn giống như là tám đại tố, rồi chín tố đáo đại, rồi 20 tâm quả sinh thế, đó là những cái tâm vô ký, những động lực vô ký. Nếu mà không có coi sách, các vị có tính chi pháp được không? Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sinh trưởng duyên. Trước hết là chúng ta có năng duyên là 4 trưởng vô ký, đúng chưa? Rồi cái sở duyên thì chúng ta rút từ cái chi pháp tổng quát ra. Chúng ta rút từ chi pháp tổng quát ra, cái pháp nào mà là cái pháp vô ký mà đồng sinh thì chúng ta lấy ra thôi. Bây giờ bốn cái trưởng vô ký nó nằm ở đâu? Bốn cái trưởng vô ký trong 84 tâm động lực đa nhân. Thì bốn trưởng vô ký nó chỉ nằm ở trong 8 đại tố vô ký, đúng không? 8 đại tố dục giới, 9 tố đấu đại và 20 tâm quả siêu thế, thì trong đó mới có 4 trưởng vô ký. Các vị có nắm được không? Ủa
Dạ thưa sư, ủa à, vậy thì phải kể chính quả nó lại luôn chứ sư. Dạ. Có kể chính cái quả không, ở đây người ta nói là cái động lực vô ký luôn. Ồ oh, dạ dạ dạ. Động. Dạ, động lực vô ký. Ồ oh, ok, tức là chỉ có cái quả siêu thế là làm động lực. Dạ dạ, con cảm ơn sư. Dạ, nhưng mà hãy mà nói mà động lực vô ký nhé, thì chúng ta phải thêm chữ đa nhân. Bởi vì vô ký nó còn có cái tâm là bằng cam tâm ẩn đúng vi tiêu cũng động lực mà nó là vô nhân. Cho nên hãy nói vô ký là phải đa nhân để là học lòng. Còn nhưng mà nói về cái động lực thiện á, thì không cần phải nói là đa nhân, bởi vì động lực thiện luôn luôn là đa nhân. Dạ, yeah, dạ, yeah, vô ký phải dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì các vị có hiểu cái chi pháp này không? Pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sinh tưởng duyên. Chi pháp thì chúng ta có năng duyên, năng đang học về câu sinh tưởng duyên, cho nên năng duyên bao giờ cũng là pháp trưởng hết. Nếu mà bất thiện thì chúng ta lấy ba trưởng bất thiện, nếu là thiện thì chúng ta lấy bốn trưởng thiện, mà nếu là vô ký chúng ta lấy bốn trưởng vô ký, đúng không? Dạ yeah, phải. Bởi vì chúng ta đang học về câu sinh tưởng duyên mà. Yeah. Là năng duyên á, thì bao giờ cũng là bốn pháp trưởng này hết. Rồi sở duyên á, là nó dễ cái chỗ gì? Nó dễ chỗ ở đây nó là câu sinh, cho nên bao giờ cũng lấy cái pháp đồng sinh với cùng bốn cái pháp trưởng này hết. Mà cái pháp đồng sinh này là dễ, rất là dễ tính. Thì duyên thì chúng ta còn lấy quá khứ, còn lấy vị lai vân vân thì khó, còn cái đồng sinh này nó dễ lắm. Bởi vì cứ một cái tâm sanh lên là chúng ta cứ lấy cái sở hữu nó ra, cùng cái sở hữu nó ra là nó là có đồng sinh này, đúng không? Dạ, đúng. Rồi chúng ta cộng thêm cái sắc tâm cho nó tạo ra đồng sinh nữa, cho nên hễ cái duyên nào mà các vị thấy có cái chữ đồng sinh đó, là các vị biết là duyên dễ, dễ tính, còn không biết có dễ hiểu hay không, nhưng mà trước hết là dễ tính. Khỏe một chút. Quá khỏe đi nữa chứ. Cái đồng sinh chúng ta chỉ lấy cái sở hữu nào đang có mặt với cái đó là nó ra thôi. Dạ. Dạ, nhưng mà ở đây thí như bây giờ mình bình thường là mình tính tâm rồi cộng với bao nhiêu sở hữu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta lấy sở hữu rồi nó còn đi với bao nhiêu nhiêu tâm và cái pháp các cái sở hữu đồng sanh khác. Ví dụ giống như vậy, mình chúng ta nói sở hữu dục trong cái động lực thiện thì chúng ta thấy rằng là trước hết là chúng ta thấy là cái động lực giống như là sở hữu dục trong cái tâm bất thiện, thì chúng ta cứ coi là cái tâm sở trong ví dụ như là trong tâm tham, tâm sân chi đó, rồi các cái sở hữu đồng sanh với nó thôi, rồi trừ cái dục ra. Tại ra hồi trước bản thân tôi học duyên hệ này mà hãy tính chi pháp, mà cái nào mà nó đồng sinh nó gần như tôi tính không trật, trật đâu trật không biết, nhưng mà đồng sinh không được trật, bởi vì nó dễ quá mà còn trật sao được. Tại các vị có nắm bài hết đúng không? Tôi tóm tắt lại, câu sinh tưởng duyên tức là pháp duyên mà trong đó năng duyên là bốn pháp trưởng trợ cho các cái pháp khác đồng sinh. Hãy trợ đồng sinh nha, chứ không có trước sau. Dạ, chẳng có thể được không có hỏi. Dạ. Dạ, với tỷ như là một cái pháp đồng sanh thì một pháp sanh đoạn sẽ có thọ tưởng hành đồng sanh. Dạ. Dạ. Thì mà cái thọ tưởng, ví dụ như ở trong một cái lộ, cái lộ mà đắc thiền được chẳng hạn, thì khi dạ. Mà cái sợ cái hữu phần rồi cái hữu phần để rung động về khai ý mộng để chuẩn bị cẩn thận thuận thứ rồi tới, tức là ở trong cái giai đoạn chuẩn bị cẩn thận thuận thứ nó có cái thọ cái tưởng cái hành. Dạ được phải. Dạ thì lúc đó thì đã có
coi như là bốn cái đó nó đồng sinh luôn. Mà khi nó đồng sinh bốn pháp trưởng hả cô? Dạ khi một dạ phải. Dạ bốn pháp trưởng luôn luôn đồng sinh chứ con. Dạ nó đồng sinh trong cái thọ. À, chỉ có cái là cái thẩm trưởng đó là có khi không có, mấy cái kia thì phải đồng sinh chứ. Dạ. Nhưng mà ở đây mình nói rằng là trong khi mà bốn cái pháp nó đồng sinh, nó có khi cái này nó lớn mạnh hơn cái kia. Dạ. Dạ, nó luôn luôn. Dạ. Dạ, đồng sinh hai cái danh quẩn nó đồng sinh cái danh quẩn. Dạ. Rồi cái lúc đó thì cái sắc pháp nó cũng sinh lên như thế này. Cái dạ. Sắc tâm nó cũng sinh lên. Dạ, lúc nó cũng đồng sinh. Dạ. Dạ. Là cái nó sắc tâm khi nó đồng sinh. Sắc tâm do bốn trưởng đạo thì đồng sinh. Dạ. Dạ. Rồi còn cái khi nào mà cái danh mà nó đồng sinh với sắc pháp. Dạ. Cái danh pháp mà đồng sinh với sắc pháp đó chính là những cái sắc là do danh pháp tạo cô. Dạ. Thì dạ. Chỉ có sắc tâm sinh lên như vậy. Dạ, sắc tâm mới kể là đồng sinh. Dạ. Dạ. Thì các vị lưu ý á, khi mà nói bốn cái pháp trưởng á, là chỉ nói lên cái vai trò lớn mạnh của một pháp trong bốn pháp đó, chứ không phải là mỗi lúc nó chỉ có một pháp. Thì chỉ trừ một cái chỉ trừ ra cái thẩm trưởng là có đối với những cái tâm mà dị nhân á, thì những cái động lực dị nhân thì đương nhiên là không có thẩm trưởng, chỉ có ba. Còn các còn ngoài ra đó thì có, thì nó có đủ cả bốn tâm dị nhân và động lực dị nhân, là trong bất thiện với lại trong trong thiện dị nhân. Thì trở lại, thật ra cái duyên này á, rất là dễ. Rồi chúng ta năng duyên á, thì chúng ta có bốn cái pháp trưởng, hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. Và sở duyên á, là chúng ta chỉ tính các cái pháp đồng sinh với bốn cái pháp trưởng này thôi. Mà tùy theo cái khía cạnh mà chúng ta phân tích không, cái tâm đề thiện hay là thiện á, thì chúng ta lấy cái pháp lấy thiện và lấy vô ký, hoặc là vô ký. Nhưng mà cái căn bản hay là làm đồng sinh á, là nó phải đồng loại. Nó không thể nào mà cái thiện với cái bất thiện mà đồng sinh, hay thiện với vô ký đồng sinh về danh pháp á, thì nó phải đồng loại. Tức là thiện cũng không đi chung vô ký, nó chỉ đi trong trường hợp là sắc pháp với danh pháp thì được. Chứ còn mà danh pháp hãy mà tâm thiện thì sở hữu được kể là thiện, mà tâm vô ký thì sở hữu được kể là vô ký. Cho nên chúng ta chỉ có lấy pháp đồng sinh. Rồi tôi cũng hy vọng rằng là các vị nắm bài được. Thì thật ra các vị học duyên hệ đừng có sợ, bởi vì cái duyên hệ cũng là cái cách mà chúng ta ôm lại cái phần mình đã học. Ví dụ giống như ngay cả vị nào mà chúng ta nắm về cái tâm sở hữu chưa có rõ ràng, thì trong cái duyên hệ này mấy phần sau thì chúng ta cũng sẽ nắm được cái phần tâm mà sở hữu, bởi vì mình sẽ chỉ có chừng đó mình tính tới tính lui thôi. Như vậy yeah. Chúng ta dạ yeah, tôi không phải học bài. Dạ. Dạ tụi con phải học bài. Dạ 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 phải thưa cô, nhưng mà cũng không có cực lắm. Cái quan trọng là cái điều các vị hiểu bài. Các vị hiểu bài thì các vị thấy học dễ. Dạ. Dạ. Chúng con tri ân sư. Dạ dạ, chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Dạ sa tu sa tu sa tu. Con kính tri ân sư ạ. Dạ dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ, xin tất cả chúng ta hồi hướng công đức. Quý tịnh. Dạ. Y đăng hô nhà ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bụi nhân ni pa na sa pai cha yô hô tu. Dạ. Chúng con kính tri ân chư tăng. Chúng con kính tri ân xưa. Chúc cho tăng ni và các đạo hữu tăng tâm rất mừng an lạc.